Xin chào các bạn, mình là Huệ. Mình tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng số 1, chuyên ngành kế toán. Ra trường được 3 năm nhưng mình không tìm được công việc theo chuyên ngành nên mình đi làm hành chính. Trong 3 năm đi làm thì mình cảm thấy nếu cứ tiếp tục công việc hiện tại thì sẽ không ổn, nên có tìm hiểu một số khóa học về kế toán và mình được biết đến khóa học của cô Quỳnh. Qua tìm hiểu mình thấy mức học phí ở đây rất cao so với những nơi khác nhưng lại có lượng học viên đăng ký rất đông. Điều đó khiến mình tò mò hơn. Và sau thời gian tìm hiểu sâu, mình đã quyết định tiết kiệm tiền để đăng ký khóa học. Học được gần 2 tháng ở đây thì mình thấy phương pháp giảng dạy bên cô rất hay. Giáo viên nhiệt tình, có tâm, ân cần chỉ bảo. Học thì bên cô đảm bảo học đến khi thành thạo và xin được việc mới thôi. Các chị học trước mình ra ai cũng được cô giới thiệu việc với mức lương cao nên là mình cũng rất là yên tâm. Qua đây thì mình cũng nhắn nhủ tới các bạn đang tìm hiểu về khóa học kế toán uy tín chất lượng thì hãy đến với khóa học của cô Quỳnh. Mình tin đây sẽ là sự lựa chọn sáng suốt của các bạn.